Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện có nhờ anh Toàn bơm đá nền cho nhà của em Thức và cô Phạm Mỹ Tiên. Thì ngày hôm nay mình bơm hai cái nền cùng lúc luôn, là nhà ở và cái tiệm hớt tóc. Thì hôm gài mình cũng chờ ghe đá bơm đó cô chú anh chị, thì cho nên cái nhà nó cũng hơi chậm chút. Rồi mong cô chú anh chị thông cảm nha. Thì ngày hôm nay là mình bơm cái nền xong, rồi sau đó một vài ngày để cho cái nền nước nó rút bớt đó, thì mình sẽ đến đây lót gạch rồi sẽ dựng nhà cho em Thức và cô Mỹ Tiên. Thì Thiện quay phim mà gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Thì do ở đây là không có cái phần đất vô nền á, thành ra bắt buộc mình phải bơm cát luôn, bơm đá luôn cho cái nền nó cứng. Này cái ghe của mình kêu đem lại nè, bự. Nhà ngoại của em Thức thì có trồng chầu để bán lá. Bây giờ bơm sáng giờ cũng gần xong cái nền cho cái tiệm rồi, chuẩn bị dời qua để mà bơm cho cái nền nhà. Cái nền này làm cũng cao bằng cái mặt lộ luôn, rồi cái nền nhà ở thì cao hơn mặt lộ để mà sau này có mưa có nước lũ đó nó không có bị ngập. Cái đá bụi này thì nó cứng lắm cô chú, bơm đá bụi là chắc lắm. Xung quanh nước ngập hết trơn. Cái nền nhà lớn này là 4m 11m, còn cái tiệm 4m 8m. Hôm nay em Thức không có ở nhà, thành ra chỉ có ông ngoại coi tiếp thôi. Bơm cái ngập hết trơn rồi. Cái phía trước hàng ba đó, sau này lộ sẽ mở rộng ra thêm 1m 1m rưỡi nữa đó cô chú anh chị. Ngày tới nữa cái nhà cái tiệm này làm xong á thì cái lộ nó mở rộng ra gần sát cái hàng ba luôn, thành ra khi mà mình làm nhà đó mình phải dời vô một chút xíu đó. Cái nền nhà cũ nó nằm tới đằng kia, nhưng mà nghe thông tin là chuẩn bị làm lộ đó, mình phải dời vô thêm 1m rưỡi nữa. Sau này là cái tiệm hớt tóc là sát cái lộ luôn, người ta sẽ dời vô gần hút cái đống đá đó. Không có bị ngập gì không bác? Nó chạy không sao không? Chạy ha. Cũng như mưa vậy, nó đã ngập thì từ phần nó cũng. Dạ.
Bơm nền vài bữa lót gạch là có nhà đó con. Lót gạch rồi dựng ngày xong rồi. Thất bữa nay không có nhà hả con? Kè cắt lúa hả? Cái lộ này nghe nói mà mới mở rộng mét rưỡi gì nữa phải không bác? Mình chưa đó, vừa rồi. Mình chưa cả mét rưỡi vậy là vừa đó. Vừa rồi. Vậy. Tới nữa là tới cây chôm chôm luôn á. Vài năm còn đổ nhựa lớn hoài. Dạ. Tại chỗ Hòa Thuận đang làm mày làm kéo về đây luôn. Kéo về đây luôn hả? Dạ. Vậy là lộ lớn ha. Dạ. Nghe nói lộ 4 mét á. Vậy là hết động rồi. Xi măng không có bị ướt ha. Lắm rồi lại đứng thủ nè nó. Dạ. Con gọi coi nó chảy bên này là nước không? Nó cao rồi nó hai bên đường ảnh đó. Dạ. Ôi không sao đâu. Cao không sao? Không sao. Nó không thấp mà nó thấp giờ đi cho để nước khác rồi. Nói vậy cho. Quản lý tài sản đi được. Dạ. Con sao cho bên đây chôm chịu quá rồi, thấy nhỏ nhỏ mới lớn lên. Dạ. Hút sắt. Đêm nào cũng sợ. Mau ha, rồi nền rồi đó. Bơm đá nhanh hơn bơm cát. Tại vì nước nó cũng ít mà nó rút nhanh hơn cát. Cát rút lâu lắm. Những cái nền đá nó chắc. Dạ. Cái đó là nhà ông út thường ông cất là cả tỷ bạc cái ông bơm này không nào cái nền á, ông mượn mình chơi hòm á, ông không chơi cát nữa mà ông chơi này nè. Trứng hả? Mới có từ nhà kế bên.
bơm cũng gần xong cái phần đá nền nè cô chú anh chị. Thì bơm nền xong là mình lót gạch là bắt đầu dựng nhà cho gia đình nè. Ông ngoại có thức đang cào đá cho nó, để còn nước là dễ cào, cào dễ phả cho nó bằng bằng. Thiện xin mến chào cô chú anh chị. Hôm nay Thiện đến thăm nhà của em Thức. Thì hôm trước Thiện có quay phim bơm đá nền cho em Thức rồi đó. Thì hai cái nền này là đã đầy đá, thì chuẩn bị lót gạch để dựng nhà cho em. Thì ngày hôm nay được anh An, Phạm Minh An ở Úc có gửi cho Thức là 6.688.000 để mà cần trang bị đường điện, ống nước gì đó để phục vụ cho cái tiệm sắp tới đó Thức. Dạ. Thì em lấy cái số tiền này ha. Còn cái đồ nghề thì dưới cái tiệm này được chú gia đình chú Dũng tài trợ 100%. Thì tới nữa thì khi mà cái này dựng xong anh gửi tiền thì mua cho em ha. Rồi. Anh đưa 6.7 luôn nha. Cảm ơn. Thì số tiền này được anh Phạm Minh An ở Úc Châu gửi đến cho em. Thì em gửi lời cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh hỗ trợ cho em tiền dựng nhà, mua đồ. Cảm ơn nhiều. Thì cái căn nhà của cô Tiên và em Thức thì sẽ làm trong 2 ngày tới. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã tài trợ tiền và giúp đỡ cho gia đình cất nhà cũng như cất tiệm. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cái này là vợ hả? Cái này con hả? Bữa nay về đầy đủ hết nè. Rồi em cũng làm nghề tóc hả? Rồi sắp tới có cái tiệm này hai vợ chồng làm ở đây được rồi. Thì hôm nay Thiện quay video ngắn thôi, gửi đến anh An cùng với cô bác xem. Chúc mừng cho gia đình em Thức. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.